Trại tù nhốt cộng sản của lính Việt Nam Cộng hòa nhốt cộng sản trước năm 75 ở Phú Quốc. Tới giờ mà còn tốt nữa. Lính canh bởi tù mà còn làm đồ tốt nữa. Vậy mà bây giờ làm đồ không bằng. Mấy chục năm mà còn không bị xét nữa. Gặp tù Việt Nam giờ chắc hư khét hết rồi. Đúng là đồ của Mỹ có khác không ạ? Tới giờ vẫn còn kiên cố, chắc chắn. Phải tù của Việt Nam chắc vượt ngục hết được rồi.